Xin kính chào quý vị đến với chuyên mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay thứ ba tuần 23 thường niên. Xin kính mời quý vị lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Alphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa, con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền Duyên Hải, Ti-a và Si-đôn đến để nghe người giảng dạy và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Suy niệm. Công đồng Vaticano II nhấn mạnh rằng ơn gọi làm Kitô hữu từ bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Và công đồng ưu ái hướng sứ vụ tông đồ về các Kitô hữu giáo dân. Sau khi cầu nguyện suốt đêm, Đức Giêsu đã chọn các tông đồ. Những chọn lựa của Đức Giêsu đều bất ngờ vượt lên trên những tiêu chuẩn của con người. Các tông đồ được chọn không phải vì tài năng đức độ. Người làm nghề chài lưới, ít học, người làm nghề thu thuế. Thế nhưng, sau khi được chọn, các tông đồ đã sống xứng đáng với sự lựa chọn của Đức Giêsu, đã hiến thân trọn vẹn cả cuộc đời và cả mạng sống cho sứ vụ loan báo tin mừng. Được rửa tội, chúng ta mang trong mình sứ vụ ngôn sứ là trở thành tông đồ của Chúa. Dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, dù khả năng thế nào, chúng ta tin có Thánh Thần hoạt động nơi mọi người. Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức mình là tông đồ của Chúa để luôn trở thành ánh sáng phản chiếu ánh sáng Giêsu cho mọi người. Amen.